Trong video này kênh YouTube 3 Kho Tư liệu Xây dựng xin kính giới thiệu đến quý vị về kiến trúc phần nội thất của một cái hậu trường nằm trong cái tổ hợp trung tâm chuyên tổ chức các sự kiện và hội nghị, cũng tương đối là cao cấp. Chúng tôi sẽ ghi nhận từ tổng thể đến các chi tiết cấu tạo nên một cái hậu trường đầy đủ tiện nghi. Chúng tôi sẽ giới thiệu từ các chất liệu nền, tường, trần cũng như là các cái thiết bị đồ rời bên trong một cái hậu trường như vậy. Thì quý vị sẽ nhìn toàn cảnh trước sẽ thấy đây là một cái hậu trường cũng đầy đủ tiện nghi và thuộc cái nhóm các hậu trường cao cấp chuyên tổ chức các cái sự kiện, các cái hội nghị quan trọng. Bây giờ chúng tôi sẽ quay đầy đủ các cái chi tiết kiến trúc, các cái cấu tạo phần nội thất của một cái hậu trường như thế này. Thì đầu tiên là những cái không gian chính. Đây là cái không gian dành cho khách ngồi, các cái thành viên tham gia hội nghị, đại hội. Rồi đến cái không gian của cái sân khấu là nơi sẽ diễn ra các cái tiết mục văn nghệ, các cái bài phát biểu, các bài diễn thuyết, thuyết trình. Rồi cái không gian, cái phòng kỹ thuật sẽ bố trí các cái dàn âm thanh, các cái bộ phận điều khiển cho cái khu vực, cho các cái hoạt động trong cái khu vực hội nghị. Đây là chi tiết các cái bàn ngồi cho khách tham dự sự kiện, bàn và ghế. Đây là cái chi tiết vật liệu lót nền và cái chăn tường. Đến các cái chất liệu trang trí tường cũng như là cột, thì các cái tường người ta sơn nước bình thường, còn các cái cột thì người ta ốp gỗ. Toàn bộ cửa đi vào bên trong không phòng cửa gỗ, trần thì người ta sử dụng thạch cao và giặt cấp. Thì ngoài những cái đèn lon chiếu sáng trực tiếp thì có cái hệ thống đèn ánh sáng hắt từ trên trần ra. Bây giờ là đến các cái thiết bị, thì quý vị sẽ thấy có rất là nhiều cái loa để rời như thế này. Rồi có những cái loa gắn sẵn trên tường. Rồi
cũng như các cái trung tâm hội nghị, tiệc cưới, các cái khám phòng, tổ chức sự kiện, thì có chúng ta sẽ có những cái thiết bị khác như là máy lạnh, âm trần. Các cái đầu hút gió và thổi gió. Các cái đèn thoát hiểm, các cái đèn sạc dự phòng khi cấp điện, gắn dọc theo các cái đầu tường, đặc biệt là các cái đầu cửa, cái lối lưu thông. Rồi trên trần thì có các cái chuông bấu trái, các cái đầu chữ trái. Và một số cái chi tiết, các cái cấu kiện nhỏ khác liên quan đến hạ tầng xây dựng. Trên YouTube khoa tư liệu xây dựng, xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này. Quý vị có thể bấm đăng ký kênh để được chúng tôi cập nhật những thông tin, hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận từ thực tế liên quan đến lĩnh vực xây dựng, rồi post lên kênh hàng ngày. Hy vọng là kênh của chúng tôi cũng như video này sẽ ít nhiều mang lại lợi ích cho quý vị trong việc tham khảo và cùng nhau góp ý để xây dựng một cái nền xây dựng Việt Nam ngày càng chất lượng và tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.